Hey guys, xin chào tất cả anh em và các fan hâm mộ đã quay trở lại với tựa game Dying Light. Thì hôm nay mình và Vinh sẽ tiếp tục co-op cái tựa game này cho tất cả anh em và các fan xem ha. Và ngay bây giờ đây thì tụi mình sẽ kiếm một cái nhiệm vụ nào đó tiếp tục hành trình thôi. Hình như là gần đây có một cái nè, là đây luôn, có là quém liền. Mày sao im lặng vậy mày? Không nói gì với anh em hả? Người ta im lặng để lát người ta thể hiện cái độ rồ. Đồ ra thể hiện cái đồ Vichy đích nè. Tao thì tao chém gió bên Paray 5, còn mày là chém gió bên Dying Light. Tao đây, tao cầm cái dao ngắn tao lại tao lạng zombie như cái máy điện rồi xong tao chết nó vậy mới ghê. Bên cái zombie này là sân chơi của tao nha. Mà cầm dao ngắn thì chứ quánh zombie mà cầm dao ngắn thì chưa trên đời trời đất. Bởi vậy nó cắn cho le lưỡi đó. Ủa trên đi nè, ra ngoài mưa gió bão bùng chèo ghẹ chống gậy. Bây giờ mình nghĩ dưới một cái thời tiết gì âm u xăm tối, chưa tính trời tối nữa ha, rồi đi ra ngoài rồi tao mày tàn đời không? Ở dưới đây tao cũng biết là có gì dưới đây nữa. Mở đèn lên nữa. Đây mấy zombie rọi đèn kìa, mày thấy không? Đập đầu nó chứ sao? Mấy con này phụ lén á. Có kỹ năng nào mà lại bẻ cái đầu nó sau lưng không ta? Ủa sao ta sọt qua đây không được? Qua tao dậm té nó luôn mày. Dậm té nó là có đạp cái đầu cũng được. Thì tao qua tao cũng sọt nó té được á. Đi tới nhiệm vụ đi, tránh nó ra mày ơi. Ừ. Quay có gì xanh xanh đây nè. Có gì chớp xanh xanh nè. Con quỷ này. Nó thấy cái là nó lại. Làm hay lắm nè. Rồi như có hàng nóng gì đây nè. Gì đấy bà nội? Cô leo trụ điện liền. Lên đây, cái gió lên đây. Lên đây đứng có được không? Rồi cái này gì đây? À, không được rồi anh em. À, hàng tiếp tới. Có một cái điểm X đây nè. Chả biết là X là cái gì. Mày. Mấy ít này hình như là mấy bạn nam khoái lắm đâu. Nè ít ta đang lượm được hàng nóng ở đây nè. Điểm ít này là một cái điểm đáp gì xuống á, bắt đầu mình mới nhảy vô đây được. Đồ tỉnh đón ha, ghê mày. Xe vẽ mũi đồ tên đồ bố mày hả mày. Trời mày chơi gì đó à? Mấy con tao thấy đâu rồi, tao tính lượm hàng tiếp tới. Thằng quỷ rọi đèn thấy tao rồi. Thấy gì chơi nó chứ gì sao. Để làm ăn sao bất nhân. Mấy con đó hình như là nó có cái liên thông liên kết với nhau mày. Tao mày đè đầu hiếp một thằng là thằng khác chạy lại liền luôn á. Tao đang thì nó báo hiệu với nhau mà. Sợi dây liên kết. Ê nó đổ đèn bên phía bên kia. Mày lượm hòm tiếp tới gì đó ngon hả? Tôi đang lượm hàng tiếp tới bên đó. Rồi, đó mày đi nè. Rồi nó không phát hiện ra tao rồi, tao mò lại. Trời ơi, mớ sọt nhẹ, trọt hụt cũng té, nó hủng na, hủng nết, gái lứa. Bây giờ biến thành zombie là phải. Trọt chưa tới phải không? Ừ, chưa kịp sọt. Đây, tao lượm, tao thấy có lá đỏ. Mày hả mày? Như xương ra. Bên đó nãy có hàng tiếp tới đó, tao đang lượm cái bị tụi nó dí. Tao đang xử ba mấy con zombie kia xong cái tụi nó dí tao trên thì cầu đá đâu quá trời rồi. Rồi hết lượm được rồi. Tao gom đá vô cuối cùng xong phin. Tiếp tế cho những người còn sống lượm. Mà toàn là tao thấy mấy trái bứa kia lượm không à. Có lượm được rồi nè, toàn đồ ấy không à. Đây nữa hả? Ừ. Không biết mấy cái này là cái gì. Cứ lượm đại đi. Biết đâu có ấy sao. Rồi gom hết luôn rồi. Ngon. Rồi tiếp tục rồi. Cuộc hành trình đi. Đây mở khóa được không? À, mấy xe này có đồ nè. Sữa Farmy nè mày. Sữa Farmy canxi nè. Chắc khỏe xương nè. Tao lỡ đẳng tao thấy cuộc băng keo chứ Farmy gì. Tao là tao lượm được hộp sữa. Ngon dữ rồi. Ê được. Trong đây có đồ gì đây nè. Chỗ đây có đồ nè. Nè trong đây có cái đồ gì trong đây mà không mở được nè. Mấy con zombie nó tới nữa kìa.
Nó đang rọi đèn á. Nó phát hiện ở trên đây có hơi ngừ. Mấy con này không ló, mấy con này ló cái gì. Ở đây sao cũng có nào lụm đồ hết rồi. Sọt, sọt tưới luôn hả mày, ghê vậy. Sọt rống em ấy không. Thầu mặt váy ra đây cho ta sọt chết rồi. Đằng kia có gì ghiêu kìa. Để tao quánh nó có điểm kỹ năng mày. Tao đang đè nó xuống cho mày quánh mà. Thôi mấy con này hơn la lết. La lết. Tao giờ mới có một kỹ năng này duy nhất kìa. Ôi phát hiện rồi kìa, chạy đi chạy đi. Một thằng thôi mà. Làm quá có cần phải làm quá lên không. Rồi xong cũng cơm luôn. Chạy lẹ dữ ta. Cô gặp tao rồi nè. Tao chết rồi nè. Giờ tao chạy tao bị dí rồi. Ủa sao mà bình thường ở đường trường là chạy không lận nó thiệt luôn anh em. Thấy mình rồi. Sử dụng những cái pha mà ba khâu kìa mới chạy lại. Chạy bình thường chạy nhanh quá dí mình rượt hốt lại trời bóp đít không luôn mà rồi. Chịu gì nổi. Chạy đường này chạy tới cái chỗ nhiệm vụ toàn đường thẳng thôi mà. Bởi vậy không có chỗ để ba khâu cứ dí hay bóp đít hoài à. Hiện hình cái con đó lên kìa, thấy cái con đó là phải tránh xa thì stop đi. Khi mà nó gồng một cái trạng thái gì đó lên. Đột. Hôm nay sau nay dịch được số từ cũng ngon dữ ta. Dịch thì bể thôi chứ. Không mà nó đúng. Nó không có sai. Ừ. Rồi trời sáng ơi. Rồi sáng nhưng mà zombie nó ở đây. Ở đây mà tụ chùm mà. Chắc cho trái lựu đạn xuống rồi, coi như mọi thứ chấm hết kết thúc rồi. Làm gì ớt mày. Tao sọt tụi nó chứ gì, sọt dò tụi nó. Đó phi tiêu. Đây là gọi là phi tiêu của Ninja League. Không nhỏ nó không biết gì luôn. Mày sọt gì thì ghê vậy. Từ từ sọt thôi chứ. Một bên mày sọt như đó sao sọt nổi. Tụi né liền. Rồi xong bị hấp luôn. Con quỷ. Từ lớn hết này hiếp luôn. Mày hả mày, mày dám cắn tới đĩa hả mày. Bể cái đầu liền. Đù, dân ta có súng luôn. Chứ sao, dân robot là xài súng không à. Thẩm hên ảnh lượm được cái súng, tao không lượm được. Ở đây, cắn đi. Mày vẫn cắn, nó cắn thiệt. Cái con quỷ già nè. Đi chủ khác chơi. Buông đi hoài nữa. Bể đầu chưa quỷ già. Ở đây đây. Mày đại chiến với quỷ mày già hả mày. Mày đá liền. Ừ thôi tao đá lên mày. Mày cũng quýnh nó nữa chứ mày, vừa tưng lên là mày quất liền luôn hả. Còn vũ khí tao hư hết rồi. Zombie này. Ý Ý. Nè tao lượm được cái dao này là coi như là lạng như cái máy điện nữa nè. Tao có tại tao không xài. Nè. Tại vì dao nó xài dễ chết quá. Xài cái dao này dễ chết thôi. Sao mà Thôi đứng dưới hồ nước quánh không lợi đó mày ơi. Càng ngày tao thấy đứng càng dưới đông nước mày quánh không lợi. Chạy làm vụ đi, tao thấy càng ngày càng đông á. Chứ không phải là càng ngày càng tản ra đâu. Tao không có lựu đạn thôi. Quỷ cái điên vừa phải thôi. Chạy. Tao quýnh nó hận thấu xuyên tủy rồi. Ôi nó không mê pháo hả ta, zombie không mê pháo. Nhảy liền. Giết xong là lua liền. Còn con quỷ nào mà trên đây giết nè. Nè cái thằng này. Lãng ghê à. Chưa ung. Rồi. Rớt. Chết liền. Quay đầu giao chém chí mạng liền. Nhiệm vụ từ nãy giờ tao mày chạy chưa tới luôn hả. Ê thôi lại dạy lời chỗ nhiệm vụ mày ơi. Vũ khí tao cũng hư tao hết rồi. Tao giao như tiểu lý phi đao cho mày coi nè. Vừa chạy vừa phóng nè. Cái dao cùi chết à.
lẫy liền, gom dao lại đó, làm như phim phim hành động mà. Dao đó thì mày phóng được mà cũng hư. Đây đây đây, tiếp tục. Dao đó chứ mấy cái dao kia phóng không cái không chết. Mở 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 ra, mở ra, lụp đó, tao lụm được hộp sữa Farmy nữa nè. Chém điên đầu điên ốc nhưng không sao. Ê mấy đó gõ zombie vậy. Sao mà cứ để nó hấp hoài vậy phản diện. Hấp lộn nút hoài à. Tụi nó quánh lên tụi luôn á. Ừ. Thôi chạy chạy chạy. Vô. Sao muốn BK tụi nó luôn phải không? Để tao. Từ trên trời bay xuống đó, dậm té thằng. Mày giết được thằng luôn thấy chưa? Thì ghê chưa? Ghê chưa? Vãi chứ. Ghê chưa? Ghê chưa? Tụi con dai nè. Con dai nè. Trời chưa chết nữa. Chưa chết nữa chết mày. Rồi. Ừ. Mệt luôn á. Nó ghê trong chưa? Đó cái thở oxy không? Mày thấy cái pha tao giết nó chưa? Ghê, không ghê, có phản ghê. Kháng được tao miết ý nào hết. Nó chứ phải đồ sao được. Phản kháng? Ta nằm ta ta phè mông đít lên ta đưa hàng cho mày soạt mà. Chứ nằm té mà tao cứ đi đi ve qua ve lại tao đạp nó. Tao đứng lên người nó té đó. Ủa sao đông vậy? Soạt nó vô trong xe. Ê điện. Ôi, lực vô điện quá. Nè. Thôi mày điện lực giờ này chưa chơi đâu mày. Tại mày có kỹ năng tao không có kỹ năng nghỉ chơi đi. Mạnh lắm. Tao mới đè được đứa nào xuống mà. Thôi bỏ đi. I'm here to see Rice. Brecken sent me. Ủa là về cái nhà này nữa hả? Ủa vô nhà mới mà. Come to make a deal. Rồi vô đây, nè ơi. Vô đây tao mày sẽ thấy cái cảnh mà tụi này hành hình. Ủa nhớ mấy thằng này hồi nãy mày đè mày hiếp ngoài hai thằng rồi mà. Sao giờ trong đây cũng mặc cái đồ như vậy nữa? Ê, em biết tụi. Dạng mày kim phản hay sao đó mày? Không biết. Cái dạng phản hay sao á? Chứ thấy mình nó hốt luôn mà. Mình chơi không phải mình chơi hai phe. Giờ mình qua phe này làm bộ. Mình qua sau này mình giết tụi này nè. Đó đó đó, vô là mặt ngầu hết rồi. Mặt lạnh lùng xương gió hết. Nhìn mấy anh già này cơ bắp nghe cuồn cuộn ha. Vậy mà không nương tựa lẫn nhau mà sống mà cứ đi kiếm đồ người này kiếm đồ người kia. Thời buổi zombie mà chơi vậy chết. Không nói vậy tại mày coi phim zombie mày không biết. Nói là nói vậy thôi. Tại vì á đồ ăn thì luôn luôn có hạn. Nhưng mà người nào cũng muốn ăn đó mày nghĩ coi cứ dày rồi sao nó sinh ra rất là nhiều. Kìa nó lấy đồ tiếp tế mình dày kìa. Thì đó, mày thấy không? Cái nhóm này nó lấy quá trời đồ tiếp tế luôn mày coi kìa. Chắc hàng đống luôn. Đồ ăn thức uống đồ nó lấy sạch. Nó không chừa gì hết. Nói chung là thời buổi zombie người nào cũng muốn sống hết. Là coi như là đồ ăn thức uống là coi như là lên hàng đầu. Kế tiếp là súng đạn, vũ khí. Nên là đứa nào mà có được nhiều những cái món đó là để dương. Là coi như là sai khiến được. Coi như là sai khiến được những cái đứa mà đói khát rồi đó lại đầu quân cho mình. Như bây giờ mày, bây giờ là thế giới này là trở nên là thời đại hỗn loạn và zombie xuất hiện đi. Mà mày mà có đồ ăn, thức uống, vũ khí đồ đầy đủ, tụi nó sẽ lại đầu quân cho mày. Sao vậy, sao không có học có không lấy thịt zombie ăn? Thịt thúi mà, thịt zombie dạng thịt thúi rồi. Vô mày. Mà mày mà ăn thịt zombie đó thì mày sẽ thành zombie luôn. Tại vì nó đã bị nhiễm độc rồi. Ê vậy hiếp dâm zombie có sao không? Có cái phim đó vài bữa tao gửi cho mày. Ôi cái zombie nữ nào còn ấm lại hốt. Ấm gì mà ấm. Là mày bị nhiễm luôn á. Hốt cái thằng kia hốt xong bị nhiễm luôn. Tè đầu hết. Củ khoai từ từ rửa từ từ thúi củ khoai từ từ. Sau đó là đến thúi trứng cút. Dùng bao con ba con sáu ý. Là thằng đó gửi là phim đó rồi. Đào phiền nó lâu quá tao quên rồi. Dùng ba con sói. Tránh bệnh. Nhiễm tè đầu hết. Mà theo tao nghĩ là nó cũng khô queo chứ có ít ra cũng phải sử dụng. Còn không phải sử dụng dầu ăn rồi.
Powell có cảm giác gì? Just don't fail. He doesn't handle disappointment very well. Con nhỏ đó lúc đầu chưa thành zombie. Cái xong cái hẹn là tối đến xe của đó. Thì lúc đó nhỏ nó bị hành zombie cái lết tới đó luôn, đó quất luôn. Đâu biết đâu tại hả? Tại tối thui mà, tối thui đâu biết đâu, tưởng đâu nhỏ đó. Zombie vô đè cắn á. Chứ không nghe mùi thúi à. Không, cái lúc đó nhỏ mới bị cắn à, mới biến thành zombie à. À. Rồi kết thúc rồi rồi. Rồi ok. Vậy là tụi mình sẽ chính thức kết thúc video này lại tại đây. Anh em cảm thấy sao về video của mình hãy để lại comment bên dưới. Và anh em đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi những video mới nhất của kênh mình nhé. Cảm ơn mình, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong tập tiếp theo của tựa game Dying Light. Cảm ơn anh em đã theo dõi video, xin chào tất cả anh em. Và mình xin chúc tất cả anh em và các fan hâm mộ luôn luôn có một ngày tốt lành nha. Ok. Yeah.